chào tất cả anh em YouTube nha. Nay cũng em Linh rủ mình đi câu cá ra sông Tiền các bạn. Đó cảnh sông các bạn, sông Tiền ở Đông Phú Đông. Đó đây càng câu cùng với em Linh. Nay em Linh rủ mình đi trải nghiệm thử câu cá các bạn. Em Linh chào các bạn các rồi. Đó là mọi bạn cũng chuẩn bị sẵn các bạn. Giờ chuẩn bị câu. Rồi giờ cuộc hành trình câu cá nào có mình quay cho các bạn xem nha, chứ mình không có đeo máy lâu quá tại vì cái dụng lượng pin nó không nhiều các bạn. Rồi nên đang móc mồi hai cây câu này, có đẹp không anh? Đẹp quá, triệu nó đầu tư quá các bạn ơi, mà không biết có cá gì không, thay vì lấy 1 triệu mua thịt bò về ăn thấy chắc cú hơn á, câu bằng mồi hà hả? Đúng rồi, mình không có đi giải trí cái này nha các bạn. Ủa rồi sao quá, sao biết nó giật hả? Khoan để đây, vô đây biết quay là cho ông ta. Sẵn kế bên đây là chỗ này là điểm làm dừa các bạn. Cái này là dừa không biết. Đó là đây nguyên cái bãi làm dừa. Ở đây làm dừa tổng hợp luôn hay là sao vậy? Ở đây làm dừa tổng hợp luôn hay là sao? Là mua dừa khô rồi về mình làm rồi mình rồi cài chị thắng dầu hay là làm sao? Cài để bào ra cơm bán tăng cơm. Rồi có sấy luôn hả chị? Ba cái bụng mình mới sấy. Đó là đốt than nữa đó. Đó đây là mình tới cái chỗ mà làm dừa khô các bạn. Lần đầu tiên mình biết chỗ này có em Linh thì cũng rành đây quá. Đó dừa khô quá nhiều các bạn ơi. Dạ em ở bên Tiền Giang á. Ủa bên chợ gạo quên nữa cũng Tiền Giang. Không qua đây nhiều rồi nhưng mà nay mới dẫn đi lại điểm này chứ. Em qua đây nhà của thằng này cũng mòn đất rồi. Dạ. Tại vì em tuần nào em cũng qua á, tại em làm bên YouTube mà. Làm YouTube, quay video đăng lên mạng. Dạ. Này cái này chị làm công người ta hay chị làm cho nhà không? Làm công, có chủ nhà, con nhà kìa, này là dân công làm bước. Có chủ nhà không đó. Cái này là lột trăm ha, lột ăn chục chị. Trăm vậy nhiêu? Trăm đôi á. Trăm đôi á là 35 ngàn. Cái dừa khô chắc đóng như núi luôn. Rồi thôi giờ mình đi ra đây mình câu cá các bạn. Nếu mà chừng nào có cá mình quay cho các bạn coi nha. Sao biết nó rẻ? Sông Tiền các bạn ơi, quá mát. Nay mới được ra bến sông Tiền câu cá. Nên đang xuống câu cây câu thứ hai các bạn. Chính không? Từ từ. Ê, có nào vừa kéo tới bờ nó rớt không? Cá gì rẻ biết không? Không biết luôn hả? Dính hả? Dính cá các bạn ơi. Cá này cái gì nữa? Cá này quá bự các bạn. Đó quá các bạn, trời chỉ mưa tới rồi các bạn ơi. Có hàng các bạn. Con thứ hai các bạn, hồi nãy con đầu tiên nãy mà mình quay mà chưa chạy máy các bạn ơi. Nó được hai con rồi. Giật té ngửa luôn. Đây thêm một thành viên tên Âu các bạn. Bạn của Ninh. Trời chỉ mưa tới các bạn ơi. Đây là xứ dừa không à. Cảnh sông Tiền, sông nước. Gái đừng mưa đi. Lúc mà cần mưa thì không mưa, lúc không cần mưa ông mưa hoài.
này chắc câu vậy, câu vậy tí chứ nhỏ nhỏ cá này đâu đâu ăn ngon lành gì đâu hả anh. Thành viên ông mới dính rồi, báo dính là tin báo tin mừng mà dính mà đang kéo vô mới có không đó. Đang kéo vô các bạn. Ồ, dính rồi các bạn ơi, có hàng rồi. Này là cá ngát hay là cá út giống cá nãy? Út hả? Đây là cũng cá, đây đa số cá út không các bạn? Đó các bạn. Cá này ngạnh nó đâm chém không? Vậy có đã không? Mà nhỏ vậy mà cũng ngon rồi các bạn. Rồi lấy ba đường cá lên bỏ vô luôn. Được ba con nha các bạn. Con này chắc chích nhất con cá trê nữa hả? Không, không tùy theo người. Chứ em bị cái con cá trê chích em nhất cũng khóc. Còn cá ngát chích em cũng bị gì. Rồi. Cá đã cắn câu rồi các bạn ơi. Rồi đang mưa lâm râm nữa các bạn. Trời mưa lâm râm quá mình giờ mình chắc mình đây trú ẩn trong nhà quá các bạn ơi. Mình đâu biết luôn các bạn ơi. Trời ơi. Đó, dính được con đó các bạn, dính nó không biết luôn, kéo lên mình mới thấy, mình mới mở máy quay cho các bạn coi nha. Giờ mưa cũng giờ hiệu đông, có cái máy che chỗ nhà chủ của anh làm dừa. Cái này cũng có út nãy luôn hả? Cái đó mình ép xong mình xé hay là mình xé trên máy luôn? Xé luôn. Xé trên máy được không? Tôi thì mình xé. Đó, mà mình xé trên máy luôn hay là mình ép xong mà mình dầu một đống rồi mình xé? Xé trên máy luôn, cái nào ra xé đó. Ồ mà ép ra cái máy đó mà máy lớn hay là máy nhỏ? Máy hai người máy nào cũng hai người, nhưng mà máy đó có xài hơi không? Nó có máy có trợ lực không? Tại vì bên sửa này làm mà lại ép có cái máy đó nó cao hơn người ta không? Cao hơn phải không? Đây là con thứ tư các bạn. Không cao dữ. Thì nó cao hơn cái đầu nè, cái tay mình cầm mình dặn hết trên đấy. Cầm ngồi phải không? Lấy máy ra quay tạo kênh đăng lên YouTube. Ra lên nè, này em tạo cho. Anh đăng vậy rồi chị ngập. Biết có cá không cầu mà thấy mình nó kéo lên nha các bạn. Dạ, hết mưa rồi. Chính là các bạn ơi, cá cắn câu nữa rồi. Con thứ 5. Cá năm rồi là con cá rồi đời. Có không? Nó không ăn cá gì trước đó. Có các bạn ơi, có hàng luôn các bạn ơi. Cũng lại cá út nữa. Này cá út không ta? Chứ không thấy cá anh hay là cá em tôi còn cá út không ha. Nè, nó kêu út nè. Nó kêu chân chua. Cá út nó béo lắm á. Cá út này từ đó giờ em chưa biết. Em từ đó giờ lần đầu tiên mới đi câu á, theo chứ đi qua đây đi thục cá không sao, đi chài nó không hẳn ai kêu đi câu. Cá sao phục chết. Tại đi câu quay video nó hơi khó, phải chờ lúc cá ăn mới quay. Dính hàng khủng các bạn, không biết hàng bạn ăn hàng khủng không á. Cá bông lau. Hàng khủng nha các bạn. Cá bông lau. Rồi, tức bớt, đừng nói làm quê à. Vô rồi. Này thú vị quá các bạn ơi. Trời ơi, cá quá bự luôn các bạn ơi. Bự bằng ngón cẳng cái à. Đó, còn thứ 5 các bạn. Lai rai tới chiều kiếm đủ nồi canh chua. Có ao từ nãy giờ ít cắn câu ha ao. Chưa tới lượt.
Rồi. Heo chủ yếu kiếm cá khủng các bạn, còn cá nhỏ là ăn ninh á, ăn không ăn ninh á, ăn cá nhỏ. Cá nhỏ ăn cá nhỏ. Cá nằm cắn. Thì cho ngầu chút kiếm cá khủng khủng coi. Muốn người ta lột ra là chỉ bán được cái vỏ đầu tiên nè. Kế tiếp với đem như muốn cạy. Thật tới cái gáo của nó nè, tới cái nước. Nước xong rồi cái cơm của nó mình phải bào với da đen. Dạ. Bào với da đen ra rồi mình lấy cơm trắng mình ngâm. Mình rửa sạch sẽ mình ngâm. Ngâm rồi mình đem qua thế giới công ty của mình mới ra. Rồi cái da đen nó phơ trở lại. Vậy là lại. Rồi còn gáo vừa xong vừa chị đều cung cấp hết luôn. Rồi ở đây bà Phi nói nếu mà các anh chị nào ở Tiền Giang muốn mà mua mấy sầm dừa hay là gáo dừa cứ liên hệ qua bên Tân Phú Đông nha. Không thì mình nói vậy biết đâu cái cơ sở chị nhiều khi thì được giá cả thì được. Được. Có gì đâu, gì đâu mà không à. Có hai lò đó, hai lò than đó. Ủa rồi than đó mà làm chị bán ra là ta mua về người ta làm gì? Than đó tới 72 mặt hàng nữa nè. Than đó làm ra thằng than nước nè. Than than rồi bút ỉa cho heo rồi đằng pin. Nhiều lắm, nói chung nó đó tới mặt hàng nó tới 72 mặt hàng làm than ra. Một cái thứ than làm ra vậy. Em cũng mới biết. Có vỏ này thì mình bán thôi qua tay người ta, miếng này của mình. Còn cái cơm dừa cắn thì mình cũng bán, cái da dừa này mình phải phơi khô là mình bán. Ủa còn mấy mọng dừa là có bán được không chị? Không, cái mọng dừa không bán được. Mọng... Chỉ có cái mọng dừa là bỏ thôi. À, mọng dừa là bỏ thôi. Nước cũng làm được luôn. Còn mấy cái bình kia là ở đằng kia là chứa gì? Chứa nước. Chứa nước dừa hả? Chứa nước dừa. À, mình thắng nước màu hay là làm dầu? Thạch. Thạch hả? Thạch dừa. À, rồi biết rồi. Ôi, 50 ngàn ca đó. Rồi sẵn Ba Phi cũng đi câu cá sẵn có nhiều người chị cũng chia sẻ các anh chị em nếu mà có muốn nói chung mà muốn mua những cái thứ dừa gì cứ liên hệ qua bên Tân Phú Đông à vô hỏi cái cơ sở sản xuất sức dừa chắc ai cũng biết. Khủng hàng khủng nữa, hàng khủng nữa các bạn ơi mà không biết kéo lên hàng khủng cả ngón cả cái. Ra ngoài rồi tao quay cận cảnh đồ. Kéo lên mà dính con cá gì mà bự bự đi. Cá bự thiệt rồi, cá bự thiệt. Cá bự thiệt rồi các bạn ơi. Theo như em mau chia sẻ dính cá bự các bạn ơi. Mà biết xả không nha. Đang kéo lên bờ các bạn. Ra gói mắt thằng câu thôi à. Khi quay cận cảnh phải ra tới đây quay cận cảnh kéo lên chứ. Ủa, nặng quá các bạn ơi. Rồi cá quá bự luôn. Cốc cũng được, bự cũng bự. Đó vậy là cũng ngon, nói chung là này là nói cá bự hên xui nói cho vui nha các bạn chứ cũng không biết chính xác nữa nha các bạn. Đây. Đó. Có hàng là được rồi các bạn ơi, có dính là ngon rồi. Đồng dính không? Rồi giờ tạnh mưa giờ đi điểm các bạn. Đi ra ngoài. Dính luôn các bạn, có hàng thấy không? Cây này là của Ba Phi giật nè các bạn, con cá này là bà nhờ Ba Phi giật cái mới dính đó các bạn. Cá này nhờ Ba Phi giật mới dính nè chứ nên giật không bao giờ dính đâu. À, Ba Phi giật lần đầu tiên Ba Phi mới giật dính được con cá. Đây nè các bạn, cũng bộn nha các bạn. Từ đây tới chiều. Không phải dạng vừa đâu nha. Bảo nãy đặt ký, chiều nay đem về dạng ký lấy năng kẹo quạt thôi. Cá lại cắn câu nữa các bạn ơi. Cái 5 phút nó cắn lần cá nha. Cá cũng được. Có cá là cũng mừng rồi các bạn. Cứ 5 phút cắn câu rồi cũng được rồi.
khủng nha. Rồi là có út nữa. Ừ, cũng hy vọng là vậy á. Rồi giờ về phải không? Rồi kết thúc video các bạn. Đâu tổng kết được mấy con? Giờ cũng trưa các bạn, giờ cũng 12 mấy một giờ, nó bụng quá về ăn cơm các bạn ơi. Các bạn cũng được 36 được chục con các bạn. Này là cá út không à, cá nhỏ nhỏ không các bạn, vậy có đỡ không vậy tí à. Rồi về rút quân. Nó kêu giống cá trào ha, kêu ọt ọt giống cá trào ha. Rồi chào các bạn đi, hẹn video sau đi. Rồi làm biệt các bạn nha, hẹn các bạn video sau. Nếu mà các bạn coi hay nhớ like, ủng hộ, đăng ký, chia sẻ các bạn.